Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã duy trì nghiêm nề nếp làm việc, tập trung tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi và nhanh chóng nhất cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Không khí ngày làm việc đầu năm mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các phường trên địa bàn thành phố đều diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo được thời gian. Trong những ngày đầu năm mới, các loại thủ tục hành chính có nhiều người giao dịch là hồ sơ xin việc, khai sinh và giấy tờ liên quan đến đất đai. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Coi như làm việc nhanh gọn, chính xác, nhiệt tình, coi như không có trễ nải, tiếp nhận hồ sơ nhanh gọn. Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Ngay từ trước Tết Quý Mão năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 7457, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không để tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức thay thế để xử lý và giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Sau cái cuộc gặp mặt đầu năm thì lãnh đạo phường đã có cái quán triệt đối với cán bộ, công chức của phường và đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thì do đó thì sau cái buổi gặp mặt đầu năm thì cán bộ, công chức đã vào việc với tinh thần là làm việc là bình thường nhằm phục vụ giải quyết tất cả các thủ tục hành chính cho người dân. Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Power Index 2021, Đà Nẵng nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu, xếp thứ 3 trên 63 địa phương cấp tỉnh. Kết quả này phản ánh nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo thành phố nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Thời gian qua, các mô hình nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tiếp tục được các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai nhân rộng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với nền hành chính công.